Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với Autobuy, kênh thông tin thị trường ô tô xe máy hàng đầu Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy đăng ký subscribe kênh Autobuy để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Autobuy. Mình tên là Hà Sơn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn chiếc Harley Davidson Fastbox 2018. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ thích thú với clip này. Và đây là một cái chiếc xe cho chúng ta có cái cảm giác là cái ngoại hình đập vào mắt chúng ta là màu đen và nhìn rất là hầm hố. Để các bạn có thể thấy cái cô người mẫu xinh đẹp đang ngồi chúng ta. Chiếc xe này có cái tải trọng khi mà vận chuyển sẽ là 296kg và chiều cao chỗ ngồi sẽ là 710mm. Đó, các bạn có thể thấy em chống chân giùm anh. Như vậy là các bạn có thể hình dung được là cái chiều cao yên và với có khi mà có người ngồi thì nó sẽ ra sâu ha. Và đây là động cơ Milwaukee A 114 inch, tức là nếu mà đổi ra thì nó sẽ là 1868 cc. Và mô men xoắn của động cơ là 145 Newton-mét. Và cái điểm đặc biệt mà các bạn có thể thấy ở bình xăng đó là cái hình vẽ nó được thiết kế là bất đối xứng. Và đây là một điểm lạ và chưa từng thấy. Và với cái bình xăng này á thì chứa được là 13,6 lít. Nếu như mà mình không lầm á thì với 100km thì chiếc xe này tốn khoảng 5 lít xăng. Đó là một cái gì mà mình có thể đọc trên mạng mà mình chia sẻ lại với tất cả các bạn ngay tại thời điểm này. Các bạn có thể thấy là ở cái phần đầu đèn với cái hệ thống đèn này được thiết kế nó mang cái gì đó nó khỏe khoắn và nó hơi hướng là hiện đại hơn. Và ở đặc biệt là ở cái phần phuộc, đây là phuộc đảo ngược hay còn gọi là phuộc upside down đây các bạn. Và đồng thời đó là cái lốp này là loại lốp lớn và cái vân lốp nó mang một cái gì đó nó cá tính và nó cho cảm giác khỏe khoắn. Nếu như mà chúng ta trải nghiệm ở tốc độ cao thì rất là tuyệt vời. Và chiếc xe này được thiết kế hoàn toàn mới nhờ vào cái khung shop tail được kiến tạo lại. Và nếu mà chú ý thì chúng ta sẽ thấy là cái hệ thống xả hướng lên theo kiểu là 212 các bạn ha. Và nãy giờ nếu mà các bạn thắc mắc về giá thì mình xin nói luôn, giá bán tiêu chuẩn hiện nay là 876.500.000 đồng. Và những ai mà quan tâm và đặt mua tại triển lãm thì sẽ được phiếu mua hàng trị giá là 26 triệu đồng. Thì mình hy vọng là cái thông tin vừa đã giúp cho các bạn có thể dễ dàng hình dung được giá bán cũng như là một số cái thông số kỹ thuật của chiếc Harley Fastbox 2018 này ha.